Rồi hỏi hỏi Đây. thầy thầy Tổng cái này cái Vâng. Quân cũng lập kênh cái kênh mới của mình thì ban đầu là Quân làm short thôi, làm video ngắn thôi Vâng. thì mới đầu thì mình có làm cũng cỡ 4-5 cái nhưng mà lên cái giai đoạn đầu là nó chỉ có 100 view thôi, được xem thôi Vâng. rồi sau đó cái mình xóa hết nha, mình bắt đầu mình vô mình học lại từ đầu á, bắt đầu mình cài đặt lại cái kênh của mình nó bài bản rồi. Thì sau đó bắt đầu mình hôm hôm thứ bảy á mình mới đăng cái video đầu tiên tiếp theo nhưng mà cũng là đầu tiên cho cái mới á, thì nó chạy một tăng lên trong vòng có 2 tiếng hồ là lên 1.500 view đó. Rồi xong thấy nó đứng nó không có kiểu nó chạy nữa. Rồi tiếp theo là Quân bắt đầu Quân lấy một cái video mới cũng là short ngắn luôn, nên nó đang làm là video ngắn là nhiều nhưng mà cái up lên cái là lên 2.000 mấy liền, trong vòng cũng cỡ 2 tiếng 3 tiếng lên 2.000 mấy view liền. Rồi bắt đầu cứ nó chậm chậm dần, nó dừng 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 là nó đứng ở đó luôn. Rồi sau đó mình cái làm tiếp một video mới nữa, mình vừa up lên là nó cũng trong vòng cỡ 1 tiếng lên 1.500 2.000 thì nó làm mà nó không vượt quá được cái ngưỡng là 2.000 trở lên đó. Cho dù cái video mình làm ra thì chỉ cần up lên là bắt đầu nó nhảy liền từ một một lượt xem tới đến 100 lượt xem, nó hơi chậm chậm nhưng mà từ 100 lượt xem cho đến 2.000 lượt xem là nó rất là nhanh, trong vòng cả 1 tiếng đến 2 tiếng là nó chạy lên liền. Sau bắt Ok, đầu nó dừng xong là dần nó dần nó dừng và chậm nó dần. dừng nó ngắt hẳn view đúng Đúng rồi, đúng rồi, mình đang vướng rồi đó. không? Ừ, cái đấy là cái kênh ý anh làm lâu chưa? Mới mới làm Đúng mới làm thôi rồi, đúng rồi. à. Đó, thì nó giống như cái trường hợp của chú Hiếu mà em vừa nói. Nó là kênh mới. Đó. À Kênh mới thì nó luôn ưu tiên sáng nhà sáng tạo mới, và cái chính cái view 1.500 là cái mà YouTube nó thuật toán nó đẩy cho anh thôi. Tức rồi là nó sẽ như này này, nó ưu tiên những cái người khi mà chúng ta bắt đầu làm một nội dung mới, à một cái kênh mới, và chúng ta rồi đẩy lên những cái nội dung video đầu tiên. Thường thường là những rồi video đầu tiên, thường thường đâu đấy chỉ tầm 5 video thôi, hoặc là những kênh nào ưu ái thì 10 video, tùy theo cái chất lượng nhá, chất lượng nội dung của chúng rồi ta. hiểu Nếu như chất lượng của chúng ta đẩy lên, nó đẩy lên thấy ổn ấy, nó sẽ đẩy tiếp cho mình những cái video sau, nhưng nó đẩy cho 5 cái mà không thấy gì nó sẽ không đẩy nữa, ví dụ thế. Đó, tùy theo cái hiệu quả khi sau khi nó đẩy nó hiệu quả đến đâu. Đó thì nó sẽ quyết định là đẩy tiếp hay không. Nhưng mà cái đấy á, khi chúng ta làm ấy là hoàn toàn do YouTube đẩy. YouTube sẽ đẩy cho chúng ta một cái lượng view đầu tiên trước ở trong những video đấy, sau đấy là để nó đo lường nếu như cái nội dung đấy của chúng ta đủ hay, khán giả quan tâm, tỷ lệ giữ lại người xem tốt, tỷ lệ tương tác cao thì nó sẽ tiếp tục đẩy tiếp. Còn thường là đến mức đấy là nó đủ thông số để nó đo lường rồi. Và nó tụt view là bởi vì hai lý do lúc nãy em có nói với của trường hợp chú Hiếu đấy, đó là gì ạ? Một, nó chú Hiếu hay là ai đấy, một là do nội dung của mình không đủ hay, tụt view, nó không đề xuất nữa. Hai là do nó khán giả nó đề xuất đến sai tệp khán giả, thì cái việc đúng tệp khán giả thì mình phải chú ý đến việc tiêu đề mô tả thẻ tag đó và thumbnail. Nếu short không có thumbnail thì hiểu thôi bỏ qua, được chưa? rồi Thì cái điều đấy mình phải làm rõ ràng, phải 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 chính xác để nó đẩy được đến đúng nội dung, à, đến đúng được tệp khán giả, là cái là do cái hiểu siêu dữ liệu của mình, tức là cái tiêu đề mô tả thẻ tag của mình bên trong ấy, mình làm đúng được, nhắm được đúng đến đối tượng khán giả thì nó sẽ đẩy được đúng đến tệp. Làm càng sát bao nhiêu, từ khóa chính xác bấy nhiêu, nhiều từ khóa bấy nhiêu, và đúng chính xác từ khóa, đúng nội chủ đề bấy nhiêu thì nó đẩy đến tệp càng càng sát, được chưa? Đẩy đến tệp càng sát thì nó hiểu sẽ có tỷ lệ cơ hội, là cái tỷ lệ giữ chân người xem cũng như là cái tỷ lệ về 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 tương tác nó sẽ cao hơn. Đó, thì cái điều đấy là chúng ta chú ý hai cái lý do đấy thôi, là tại sao view nó tăng lên rồi nó giảm xuống là như vậy. Cái 1.000 view, 500 view nó cứ đến đoạn đấy nó dừng là bởi vì YouTube nó chỉ cho là nghĩ thôi, nó đẩy cho mình mà. không Được chưa? thì có Quân có làm một cái vlog cho hai đứa con thì mới đầu thì nó cũng cho view mình nó nhảy gì đó, nó nhảy bắt đầu là nó nhảy cũng nhanh lắm, cái đầu tiên thì nó cỡ 120 view thôi chứ mà bắt đầu mình rút kinh nghiệm mình làm những video khác nó ấn tượng hơn á, rồi bắt đầu nó nhảy lên 2.000 view cho mình làm cái video thứ ba là lên 3.000 view trong cái giờ cái nó đứng khoảng cỡ ngày á. Xong bữa cái như lúc cái thời điểm mà cái thời điểm mà người ta nghỉ trưa hoặc là người ta ăn giờ chiều nè là bắt đầu view nó chạy lên 5.000, hồi trưa hồi sáng mình kiểm tra là 3.300 nhưng mà giờ mình kiểm tra lại là 7 5.000 đó, nếu như nó ngắt một khoảng thời gian là bắt đầu nó mới tính tiếp nó nhảy tiếp đó, Ok. rồi những cái video khác nó cũng kèm nó chạy chậm 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 theo luôn đó. Ok, cái đấy là cái điều bình thường.
điều bình thường mà anh. Cái đấy là chuyện bình thường. Còn có những lúc nó cần phải ngắt lại là do cái hệ thống nó cần phân tích thêm để nó có quyết định nó đẩy nữa không. Nó có số liệu Đúng. rồi thì nó phân tích, ví dụ nó được 3.000 view rồi Rồi. thì lúc đấy hệ thống nó đo lường xem là nó phân tích xem là 3.000 view này nó có chất lượng không, tỷ lệ các thứ như nào, thông số ra sao. Sau đấy là Rồi. nó cảm thấy ok nó đẩy tiếp. Đó, cái đó không Dạ. có vấn đề gì đâu. Với cả cái thứ hai nó đấy là một trong những yếu tố, còn yếu tố thứ hai nữa là do thời gian xem, tức là thời gian cái khung thời gian của khán giả xem nữa. Đó. À. Thế thôi.